nằm trong khu vực trung tâm thành phố, tại số 2B đường số 20 phường 5 quận Gò Vấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ máy tính Lê Gia là đơn vị chuyên kinh doanh, cung cấp thiết bị tin học, vi tính, văn phòng. Trải qua hơn 6 năm hoạt động, công ty Lê Gia được các đối tác đánh giá cao về sự tận tâm phục vụ và năng lực cung cấp hàng hóa, cũng như giải pháp cung cấp cho các yêu cầu về các thiết bị văn phòng. Hàng hóa do công ty Lê Gia phân phối hiện nay rất đa dạng, có thể đáp ứng được các thiết bị văn phòng, từ máy vi tính, máy in màu, máy trắng đen của A3, A4, máy fax, máy camera quan sát cho tới máy chuyên dụng như photocopy. Ngoài ra, công ty Lê Gia còn là nhà cung cấp mực in với số lượng lớn tại Gò Vấp. Từ đầu năm 2007 khi mới thành lập, ban giám đốc công ty Lê Gia đã xác định mục tiêu sự hài lòng của quý khách là mục tiêu mà hoạt động trong công ty. Khẩu hiệu này luôn được lãnh đạo công ty yêu cầu toàn thể nhân viên công ty thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc. Do đó, bên ngoài đa dạng hàng hóa sản phẩm, công ty Lê Gia còn chú trọng vào đào tạo nhân viên, đặc biệt là cán bộ quản lý kỹ thuật, để yên tâm về dịch vụ bảo hành của công ty. Có thể nói, thành quả công ty Lê Gia hôm nay có được là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ từ phía khách hàng. Công ty Lê Gia phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn để đáp ứng niềm tin yêu ấy, cung cấp sản phẩm tốt nhất, nghiệp vụ chuyên nghiệp nhất, giá cả cạnh tranh nhất.